Bơi lội. Peppa và gia đình bạn ấy đang ở hồ bơi. Heo ba đang mặc đồ bơi của ông ấy. Heo mẹ đang mặc đồ bơi của bà ấy. Peppa đang mặc đồ bơi của bạn ấy. Nhanh lên đi chó, mọi người đang đợi em đó. George cũng đang mặc bộ đồ bơi của mình nữa. Peppa, George, để ba đeo phao cho các con đi. Xong rồi George, cái phao làm cho con giống người lớn hơn đó. Giờ tới lượt con. Tốt, bây giờ chúng ta có thể xuống nước rồi. Đây là lần đầu tiên George đi tới hồ bơi. Con hãy thử đặt một chân của mình xuống nước nha. Hay là con dùng chân kia đi George? Có lẽ George nên thử dùng cả hai chân cùng một lúc. Ý hay đó. Giỏi lắm George, nhưng con không cần tạt nước nhiều như vậy đâu. Bạn thỏ Rebecca đi đến cùng em bạn ấy thỏ Richard. Chào cậu Rebecca. Xin chào mọi người. Richard à, bám vào tấm phao này, như vậy thì con có thể tập đạp chân được. George, con có muốn thử đạp chân luôn hay không? Làm rất tốt, nhưng đừng làm văng nước nữa. Người lớn không làm văng nước. Tụi chị bơi rất là giỏi đó nha. Khi Richard và George lớn lên, các em ấy sẽ bơi được như tụi mình, đúng không Rebecca? Phải. Richard có bình tưới nước đồ chơi. Dừng lại đi Richard. Ôi trời, Richard đã lỡ làm rơi bình tưới nước vào hồ bơi rồi. Xin lỗi Richard, mẹ không giới tới được. Nó chìm sâu quá đi con à. Mẹ ơi, mẹ không bơi xuống dưới nước được. Con cũng vậy, con cũng không bơi xuống nước sâu được. Em cầm mắt kính của anh đi heo mẹ ha. Của con đây. Anh đúng là giỏi thật đó. Anh có thể bơi dưới nước khá là giỏi đó em à. Bình nước chỉ dành cho con nít thôi. Tụi con nhảy lên tấm ván được không ba mẹ? Không được Peppa, ván nhảy chỉ dành cho người lớn thôi con à. Vô lên các con, tụi con xem ta nhảy đây. Ba có chắc không ba? Cái bụng của ba rất là to đó. Không đâu, khi còn trẻ ba đã giành huy chương cho trò này đó. Chuyện đó đã lâu lắm rồi mà heo ba, anh quên rồi hả? May là anh vẫn giữ cho mình sự khỏe mạnh như trước đây. Cầm mắt kính giúp anh đi heo mẹ. Mọi người sẽ thấy rõ hơn nếu đứng qua một bên. Ba đừng làm băng nước tới chỗ tụi con nha ba. Tất nhiên là không đâu Peppa. Có lẽ mình cần lên chỗ cao hơn. Anh phải cẩn thận đó nha heo ba. Dạ phải, ba đừng tạt nước chỗ tụi con nha. Con đừng lo Peppa. Ba đừng làm băng nước tới chỗ tụi con nha. Ba đã nói là không văng nước mà. Ba thật là giỏi. Anh mới tuyệt làm sao heo ba. Không cần đưa khăn cho ba. Ba có cách đặc biệt để tự làm khô mình. Heo ba làm nước văng ra khắp mọi người. Cuối cùng cũng văng nước. Xin lỗi mọi người. Bạn voi Emily. Hôm nay Peppa và bạn bè cùng tới trường. Mỗi bạn nhỏ đều có chỗ treo áo khoác của mình. Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới đó các con.
bạn voi Emily. Chào Emily. Xin chào. Emily có vẻ hơi nhút nhát. Có bạn nào muốn chỉ cho Emily chỗ để treo áo khóa không? Chỉ cần một người thôi. Peppa, con chỉ Emily chỗ treo áo khoác được không? Dạ được thưa cô Linh Dương. Mỗi người đều có một chỗ treo của mình. Chỗ này là của cậu đó Emily. Vậy là voi Emily treo áo khoác của mình lên chỗ còn trống. Bây giờ Emily, ngày hôm nay con muốn học gì nào? Vẽ tranh, đất sét hay xếp khối gỗ? Con không biết. Có lẽ là xếp khối gỗ nha cô. Còn các con thì sao? Vẽ tranh, đất sét hay xếp khối gỗ? Xếp khối gỗ. Thật là vui. Hôm nay các con đều thích trò này. Mỗi người đều muốn được ngồi gần bạn voi Emily. Emily, chúng ta đặt một khối gỗ lên trên khối gỗ kia. Như vậy nè. Còn mình thì thấy đặt chúng bên cạnh nhau như vậy thì sẽ hay hơn. Không, như vậy nè Emily. Làm như vậy mới đúng nè Emily ơi. Không phải đâu, như vậy mới đúng nè Emily. Các con chịu giúp bạn là một điều rất tốt. Nhưng voi Emily, con muốn chơi với khối gỗ thế nào đây? Con cũng không chắc nữa cô ơi. Có lẽ là con sẽ xếp như vậy nè. Wow. Bạn voi Emily rất giỏi xếp khối gỗ. Tới giờ ra chơi rồi. Emily, con có muốn ra ngoài chơi đùa cùng với các bạn hay không? Dạ thưa cô có. Có bạn nào muốn chỉ Emily chỗ sân chơi không? Dạ có thưa cô Linh Dương. Trong giờ ra chơi, Peppa và bạn bè thường chơi trong khu vườn của trường. Thật là nhiều tiếng hồ. Để xem ai là người lớn tiếng nhất. Được thôi, cứ để cho mình thử trước nha. Squeak, squeak. Cũng có vẻ lớn đó. Bây giờ tới lượt ngựa vằn Chui. Tới lượt cừu Suzy. Rồi tới lượt chó Danny. Tiếng của cậu ấy rất là lớn. Tới lượt mình. Tới lượt mình. Này. Tới lượt mình. Peppa là người lớn tiếng nhất. Emily, cậu thử đây. Mình cũng không chắc lắm đâu. Đi mà Emily. Được rồi, mình sẽ thử. Ôi trời ơi, tiếng đó thật là lớn. Wow. Làm lại lần nữa đi Emily. Emily không còn nhút nhát nữa. Emily, cậu có muốn chơi trò mà mình yêu thích hay không? Trò chơi mà cậu thích nhất là gì? Đó là trò nhảy lên dũng bùn. Ồ, đó cũng là trò mình thích nhất luôn. Peppa rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Emily rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Có vẻ trò này vui nè, cho cô chơi với. Cô Linh Dương rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Mọi người đều thích được nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Emily, con có thích ngày đầu tiên tới trường hay không hả con? Dạ có thưa cô Linh Dương. Dạ, cô thấy hôm nay con đã có rất nhiều bạn mới. Dạ phải. Bạn voi Emily là bạn của con đó cô. Mẹ. Cậu ấy cũng là bạn của con. Dạ, dạ mình. Dạ con nữa. Dạ con dạ nữa. Dạ mình nữa. Emily, cậu thích những ai nhất vậy? Mình thích Suzy, Danny, Joey, Rebecca và Pedro và cả Peppa nữa. Ngày nghỉ của Polly. Hôm nay heo ông và heo bà đang cùng nhau đi nghỉ mát. Họ đưa chú vẹt Polly tới nhà Peppa để Peppa và George chăm sóc bạn ấy. Xin chào mọi người nha. Dạ con chào ông. Dạ con chào bà. Polly rất háo hức vì ngày nghỉ cùng với Peppa và George đó. Chào cậu Polly. Chào cậu Polly. Chú vẹt Polly luôn bắt chước những gì mình nghe được. Trong vali của Polly có những gì vậy bà? Đây là thức ăn cho Polly. George, con có đoán được Polly thích ăn cái gì nhất không hả? Dạ, bánh sô-cô-la.
Không, không phải bánh sô-cô-la đâu. Polly thích cám dành cho chim. À, cám cho chim. Con cho cậu ấy ăn được không bà? Con rất thích cho cậu ấy ăn. Được chứ. Điều quan trọng là con không nên cho Polly ăn quá nhiều, con biết chưa? Dạ con biết rồi thưa ông. Ông ơi, con cho Polly ra khỏi lồng được không ông? Được, nhưng con phải đóng hết cửa lớn và các cửa sổ lại để cho Polly không bay đi mất nha. Dạ con nhớ rồi thưa ông. Tạm biệt Peppa, tạm biệt George. Dạ con tạm biệt bà. Dạ con tạm biệt ông. Dạ con tạm biệt bà. Con tạm biệt ông. Cậu có muốn uống trà hay không? Cậu có muốn uống trà hay không Polly? Lúc này George đổ cám chim của Polly ra. Em đổ nhiều cám chim quá rồi đó. Nếu mà Polly ăn hết chỗ này thì Polly sẽ nổ như bong bóng. Bùm. À, nổ như trái bong bóng. Ủa, là tiếng gì vậy? Là kim. Kim kìa Khoan ngơ. Ôi trời, hình như George đã quên đóng cửa lại rồi. Kem đây, kem đây. Đây là cô Thỏ, cô ấy là người bán kem. Xin chào heo mẹ. Xin chào cô Thỏ, làm ơn cho 4 cây kem. Cảm ơn cô Thỏ. Chót, em đã quên đóng cửa lại rồi thấy chưa. Như vậy Polly sẽ bay đi mất đó. Con đừng lo Peppa, bà chắc là Polly vẫn còn ở trong nhà. Polly không có ở đây đâu ba. Polly đã đi mất rồi. Như vậy ông và bà sẽ buồn lắm đó ba mẹ ơi. Có lẽ bây giờ chúng ta nên tìm ngoài giường xem sao. Xem kìa, đó là gì vậy? Heo mẹ nhìn thấy gì đó ở trong giường vậy? À, là Polly. Nhưng ba ơi, chúng ta phải làm gì để đem Polly xuống đây ba? Con đừng lo Peppa, ba sẽ đem Polly xuống. Lại đây nào Polly. Cậu có muốn uống trà hay không? Ôi không, vậy là Polly lại bay lên cao hơn rồi. Ôi trời. Ba cẩn thận đó nha ba. Ba đừng để bị té giống như mấy lần trước nha ba. Con đừng lo Peppa, ba sẽ thật cẩn thận. Lại đây nào Polly. Cám cho chim. Không biết là George đang định làm gì. Thì ra George lấy cám chim của Polly. Polly rất thích cám chim. George đã đưa Polly từ trên cây xuống rồi. Hay không? Wow. Tiếng gì vậy ta? Là tiếng điện thoại di động của heo ba đang reo. Alo. Là mẹ đó hả? Ừ, chào con heo ba. Mẹ nói chuyện với Polly được không? Dạ, tất nhiên là được. Chào con Polly, ngày nghỉ của con có vui không? Chào con Polly, ngày nghỉ của con có vui hay không? Hộp thời gian. Peppa và các bạn đang cùng nhau ở trường học. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một chiếc hộp thời gian, có chịu không? Hộp thời gian là gì hả cô? Một chiếc hộp thời gian là một chiếc hộp sẽ cho những người ở tương lai biết chúng ta đã sống ra sao. Làm sao ạ? Chúng ta sẽ cho đồ vật mình muốn vào chiếc hộp. Sau đó mình đem chiếc hộp này chôn ở trong khu vườn của trường. Nó có lớn lên không cô? Không đâu Suzy. Những đồ này sẽ được chôn dưới đất trong rất rất nhiều năm. Được rồi, chúng ta nên bỏ gì vào đây? Quyển truyện tranh này. Còn giỏi lắm đó Peppa. Đĩa nhạc. Làm rất tốt Suzy. Đồ chơi. Nè. Đồng xu. Tem thân. Củ cà rốt. Oh, con rất thích ăn cà rốt đúng không Rebecca? Dạ phải. Tất cả những thứ này đều là những thứ rất tốt và cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Anh Dương ơi, vậy tương lai sẽ như thế nào hả cô?
Theo con nghĩ nó sẽ ra sao? Con nghĩ là tương lai đó, con sẽ được sống trên mặt trăng. Và các bạn ở trái đất cũng sẽ rủ nhau tới thăm con. Còn con thì sẽ lái quả tiễn không gian. Chào cậu. Giờ chúng ta sẽ ghi hình để làm một thông điệp gửi cho những người ở tương lai. Nói xin chào với tương lai đi nào các con. Xin chào các bạn ở tương lai nha. Bây giờ chắc các bạn đã ở trên mặt trăng rồi đúng không? Và thường đi nghỉ mát ở sao quả nữa. Và dùng quả tiễn không gian bay khắp nơi trong vũ trụ. Các con làm rất tốt. Sắp tới giờ về rồi. Và các phụ huynh đã tới rồi. Ba ơi mẹ ơi, hôm nay cô dạy tụi con làm chiếc hộp thời gian đó. Ôi chào heo ba, cậu tới rất đúng lúc. Hãy đào giùm chúng tôi một cái hố. Dạ được thưa cô. Heo ba đang đào một cái hố trong sân vườn của trường để chôn chiếc hộp thời gian. Xong rồi. Giờ đào lên được chưa cô? Chưa đào lên vội được đâu con. Mình sẽ để nó ở dưới nhiều nhiều năm. Nhưng mà con không thể đợi lâu được. Peppa, con giống y chang ba con ngày xưa vậy. Vậy sao cô? Đúng rồi, vì hồi xưa ba con cũng là học trò của cô mà. Cô từng dạy ba con luôn hả? Phải, cô từng dạy cho tất cả ba mẹ của các con, có đúng không? Phải cô Linh Dương. Lúc mà ba mẹ của các con còn nhỏ, họ cũng từng làm một chiếc hộp thời gian. Đúng vậy đó, ba chôn nó ở gần một cái cây nhỏ. Mình đào nó lên được không? Được chứ, cô nhớ hình như là đã chôn ở đây nè. Ồ, con tưởng cái cây phải nhỏ hơn chứ. Đó là nhiều năm trước đây thôi heo ba. Cái cây nhỏ ngày xưa bây giờ đã lớn. Hình như con đào thấy nó rồi. Đúng là cái hộp thời gian cũ của chúng ta. Mình mau vào trong mở ra coi đi. Được rồi các con, lùi lại nè. Để xem trong đây có gì. Một quyển truyện tranh. Đó là quyển truyện tranh mà em thích nhất. Một chiếc máy bay bằng thiết. Dạ đó là đồ chơi của em. Một đĩa CD. Là đĩa nhạc mà em thích nhất đó. Cuối cùng là một củ cà rốt héo. Là của em. Mẹ chọn nó là đúng rồi đó. Và thông điệp mà ba mẹ các con gửi tới tương lai nè. Lúc họ như các con. Chú heo nhỏ đeo mắt kính là ai vậy cô? À, đó chính là heo ba. Ồ, kia là mẹ. Xin chào tương lai. Giọng của ba lúc đó khác bây giờ quá. Chắc bây giờ các bạn đang sống trên mặt trăng rồi. Công nhận hồi nhỏ ba ngốc thiệt. Làm chiếc hộp thời gian khiến cho ai cũng vui. Và việc tìm xem lại chúng thì càng vui hơn. Đá. Hôm nay Peppa và George đang đi ra biển cùng với heo bà và heo ông. Peppa và George rất thích biển. Cá đâu hết rồi bà? Bãi biển này không hề có cát đâu Peppa. Không có cát. Con muốn ra biển chơi để làm lâu đài cát mà. Peppa và George rất thích trò chơi xây lâu đài cát. Thôi thôi, con đừng khóc rót, nín đi bà thương nha. Ở bãi đá này vẫn còn rất nhiều thứ hay để cho cháu chơi. Là gì vậy bà? Đợi tới khi nước biển rút bớt, nó sẽ để lại những hồ nước nhỏ như vậy ở giữa những tảng đá đó. Chúng gọi là hồ đá đó con. Và trong mỗi cái hồ đá như vậy đều có một thứ gì đó đặc biệt đã được biển cả bỏ lại đây. Ở dưới nước có gì đó lấp lánh. Đó là một đồng xu. Wow. Biết đâu nó nằm trong kho báu của hải tặc cũng nên đó. Bây giờ mình đi vòng quanh lượm lặt những thứ mình tìm được đi. Dạ. Chúng ta sẽ bỏ hết vào xô của chó. Mọi người lại đây coi. Trong hồ này có cái gì nè? Con không thấy gì hết đó ông. Trong hồ này lúc nào cũng có một cái gì đó Peppa. Con hãy nhìn kỹ lại đi.
con nhìn thấy nó rồi. Phải, để coi. Ô, cua. Thế là ngón tay của heo ông bị con cua kẹp cứng. Ôi da. Ông cua này hư quá. Nhìn kìa chớp, ông cua đi hàng ngang nhìn mắc cười quá ha chớp. Vậy là chớp bắt chước dáng đi của cua. Và Peppa cũng muốn làm một chú cua. Tụi con thành cua rồi nè. Kẹp, kẹp, kẹp. Ờ, cứu với, có hai con cua đang muốn kẹp tôi nè. Chúng sắp kẹp tôi rồi. Kẹp, kẹp, kẹp. Con là một con cua nè. Kẹp, kẹp, kẹp. Tránh ra đi mấy con cua này. Mau mau trở về cái hồ đá của mình đi. Hai con cua nghe chưa? Dạ. Chúng ta tìm thêm hồ đá đi chớ. Con thấy cái gì rồi? Là một cái vỏ ốc. Con có nghe thấy tiếng biển không? Ý bà là sao? Nếu con đặt vỏ ốc kế bên tai, con sẽ nghe thấy tiếng biển. Wow! Con có thể nghe thấy tiếng biển rồi bà. Con thích vỏ ốc này quá bà ơi. Rốt! Con cũng tìm cho mình một vỏ ốc đi. Dạ! Đó không phải là vỏ ốc đâu. Peppa nói đúng đó, đó không phải là cái vỏ. Thứ mà George đã tìm thấy là một mẫu hóa thạch. Hóa thạch là gì vậy ông? Hóa thạch chính là di tích của những động vật đã chết cách đây rất lâu, từ cái thời lúc mà vẫn còn khủng long kia kìa. Khủng long chơi ở hồ đá thật là vui. Phải, chúng ta thì vui, nhưng với chú cá con này thì không đâu. Cá hả bà? Ở đâu vậy? Chú cá tội nghiệp, nó bị mắc kẹt rồi. Chú cá nhỏ nói cậu ấy không muốn bị kẹt ở đây và muốn trở về biển. Peppa, con có thể lấy cái xô này để cứu bạn cá đó. Dạ phải. Thế là Peppa dùng cái xô để đưa chú cá nhỏ về biển. Đừng lo bạn cá nhỏ, tụi mình sẽ đưa bạn về nhà. Tạm biệt bạn cá nhỏ. Con thích chơi ở hồ đá nhất. Gấu bông đi chơi. Hôm nay Peppa và người nhà sẽ cùng đi ra ngoài. Heo ba đã chuẩn bị xong đồ dã ngoại. Peppa, George, hai con đã chuẩn bị đồ của mình xong chưa? Dạ rồi, con sẽ đem theo gấu bông này luôn. Không lăng. Nếu con đem theo đồ chơi thì phải nhớ giữ gìn cẩn thận. Dạ được, thưa mẹ. Mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Đang rồi thưa ba. Vậy thì ta đi thôi. Không lăng. Hình như George đã để quên khủng long ở trong nhà. Ô, George à, con phải chú ý tới khủng long của mình nhiều hơn chứ. Khủng long. Bây giờ mọi người có hoàn toàn chắc chắn là mình không còn quên gì nữa hay không? Dạ, chắc chắn rồi. Ba. Gấu bông. Con để quên gấu bông rồi ba. Con để gấu bông ở đâu, Peppa? Con nghĩ là trên cái bàn trong bếp. Peppa, con phải chú ý tới gấu bông của mình nhiều hơn đó. Gấu bông. Chúng ta đi đâu nha? Sẵn sàng hết chưa? Đi thôi thưa ba. Vậy thì đi thôi. Đây là điểm dã ngoại hôm nay. Tới rồi. Anh rất thích chỗ dã ngoại này. Nó rất yên ắng và thanh bình nữa. Đó là ngựa vằn Suy và ba của cậu ấy là chú đưa thư ngựa vằn. Con chào chú ngựa vằn. Chú có thư cho tụi con sao? Hôm nay không có thư đâu con à. Hôm nay là ngày nghỉ của chú. Này, tụi mình tới đây để đi dã ngoại. Tụi mình cũng vậy. Phải rồi, sao chúng ta không cùng nhau làm một buổi dã ngoại lớn? Dạ phải. Thật là một buổi dã ngoại vui vẻ. Ba mẹ ơi, cho con và
và chót ra ngoài bãi cỏ chơi với Chewy được không? Được chứ Peppa. Chewy, mình có đem gấu bông nè. Mình thì có khỉ bông nè. Không biết lao. Mình cần có bộ đồ chơi dã ngoại nữa. Tụi mình chơi dã ngoại đi. Là bay vết. Chúng lúc nào cũng xuất hiện khi tụi mình đi dã ngoại hết đó. Ở đây tụi mình còn có nước cam tưởng tượng nữa. Và còn có bánh kem tưởng tượng nữa nè. Nó là bánh tưởng tượng. Nó ngon lắm đó. Không được. Có vẻ như bầy vịt không thích bánh tưởng tượng rồi. Thôi được. Chúng ta sẽ để phần cho khỉ bông, cho khủng long và gấu bông nữa. Ngon quá đi. Ô, khỉ nói là cái bánh này ngon quá đi à. Peppa, Sốt, về nhà thôi con. Tạm biệt Chui. Tạm biệt. Mọi người sẵn sàng chưa? Dạ, xong rồi ba. Chúng ta cũng phải về rồi Chui à. Dạ thưa ba. Tách, đĩa, khỉ, gấu bông. Ôi không, tại sao gấu bông cậu còn nằm ở đây? Peppa để quên gấu bông của mình một lần nữa. Vậy là Peppa và gia đình đã về nhà. Một ngày chạy xe nhiều như vậy là đủ rồi. Bây giờ ba chỉ muốn được thư giãn thôi. Dắt chân lên và ngồi xem bóng đá. Con đã quên gấu bông mất rồi. Ồ Peppa, bây giờ thì heo ba phải quay lại tới tận chỗ dã ngoại nữa sao? Tất nhiên rồi. Hình như đó là chú đưa thư ngựa vàng. Tôi tưởng hôm nay là ngày nghỉ của anh chứ anh ngựa vàng. Đúng là tôi được nghỉ. Nhưng lúc này Joey có một gói hàng rất đặc biệt được gửi tới cho bạn heo Peppa đây. Của cậu nè Peppa. Là gì vậy? Gấu bông của mình. Cậu đã để quên gấu bông ở chỗ dã ngoại nên mình đã đưa gấu bông về. Cảm ơn cậu nha Joey. Gấu bông đã có một ngày đi chơi thật sự rất vui. Nhưng Peppa, con phải chú ý tới cậu ấy hơn nữa mới được. Dạ thưa mẹ. Cậu thật là một chú gấu bông tinh nghịch đó. Cậu phải hứa là không đi lung tung nữa. Biết chưa hả? Xin lỗi Peppa. Mình hứa mà. Những điều bí ẩn. Lúc này Peppa và cả nhà đang xem chương trình truyền hình mà họ thích nhất. Chương trình Thám tử khoai tây. Tôi chính là thám tử khoai tây đây, thám tử nổi tiếng thế giới. Xin thám tử khoai tây hãy giúp cho tôi. Tôi không tìm thấy bông hoa của mình ở đâu hết. Bông hoa của cô đang nằm trên đầu của cô kia kìa. Cảm ơn thám tử khoai tây rất nhiều. Cái đó có khó gì đâu chứ, mình cũng làm được thôi. Tất nhiên là sẽ được Peppa. Ba ơi, khi con lớn lên, con muốn làm một thám tử nổi tiếng. George cũng muốn trở thành một thám tử nổi tiếng. Nếu như hai con muốn trở thành thám tử như vậy thì hai con cần phải có một cái nón. Các thám tử lúc nào cũng đội nón đúng không? Bây giờ nhìn hai đứa giống thám tử thật sự rồi. Con cần có một món đồ kỳ lạ làm cho mọi thứ nhìn to ra. Cái đó được gọi là kính lúp. Mẹ nghĩ mẹ có một cái trong ngăn kéo bếp. Nó đây rồi. Đây là một cái kính lúp của thám tử. Wow. Nó hoạt động thế nào vậy mẹ? Con đặt nó ở phía trước đồ vật, chúng sẽ trông to hơn. Kính lúp làm cho chú cá nhỏ trông to hơn bình thường. Con thử được không mẹ? Wow. Kính lúp làm mắt của George trông to hơn bình thường rất nhiều. Tất cả đã có đủ. Bây giờ cái mà các con cần là một điều bí ẩn để phá giải. Ba ơi, điều bí ẩn là gì vậy ba? Một điều bí ẩn là thứ mà các thám tử giỏi cần phải giải quyết. Như là tìm những thứ bị đánh mất. Con biết rồi, tụi con có thể tìm ông khủng long của George. Nó lúc nào cũng bị mất hết á. Khủng long. Nhưng mà lúc này ông khủng long không bị mất. Vậy còn mắt kính của ba thì sao? Ba lúc nào cũng làm mất nó hết á. Hôm nay thì không. Ba đang đeo mắt kính của mình rồi nè. Làm sao bây giờ? Không có điều bí ẩn nào xung quanh đây hết. Vậy con muốn ba tạo ra một điều bí ẩn hay không? Dạ có. Vậy là heo ba sẽ tạo ra một điều bí mật. Bây giờ trên bàn có gì hả? Có một chú cá nhỏ, gấu bông, chú hà trong hộp. Và còn có ông khủng long nữa. Đúng vậy. Bây giờ hãy nhìn thật kỹ và cố nhớ cho hết chúng nha.
chú cá nhỏ, gấu bông, một chú hề trong hộp và ông khủng long. Các con đã nhớ hết chưa? Dạ rồi. Được rồi, bây giờ các con ra ngoài chơi một chút đi. Khi nào xong, bà sẽ gọi các con vào. Nghe âm thanh ồn ào đó giống như ba đang chạy lên lầu. Bây giờ giống như ba đang chạy xuống lại. Đã xong, bây giờ các con có thể vào trong nhà. Một thứ ở trên bàn lúc nãy giờ đã bị mất, đó là cái gì? Có ông khủng long ở đây nè, chú cá nhỏ, chú hề trong hộp. Vậy là mất cái gì đây? Gấu bông. Đúng rồi, gấu bông đã bị mất. Oh, Peppa, Rock, các con giỏi lắm. Với tụi con thì dễ thôi mà, tại vì tụi con là thám tử nổi tiếng. À, nhưng đó mới là một nửa bí ẩn mà thôi. Gấu bông bây giờ ở đâu? Oh, con không biết. Những thứ nhỏ nhỏ trên sàn đó là gì vậy? Chúng là những vụn bánh. Kính lúp làm cho vụn bánh dễ nhìn thấy được hơn. Không biết có phải do gấu bông ăn bánh hay không. Nhìn nè, vụn bánh dẫn mình đến hướng này. Có bộ gấu bông ăn nhiều bánh rồi đây. Vụn bánh dẫn tới phòng ngủ của Peppa và George. Oh, vụn bánh đã hết. Mất dấu vụn bánh rồi. Các con có thể hỏi ba, nhưng ba sẽ chỉ trả lời phải hoặc là không. Dạ được. Có phải gấu bông trong phòng này? Phải. Gấu bông trên giường của George phải không? Không. Có phải gấu bông ở chỗ nào đó cao hơn? Phải. Gấu bông ở trên giường con nè. Wow. Vậy là bí mật đã được giải đáp. Con còn muốn làm thám tử khi lớn lên hay không, Peppa? Làm một thám tử hơi bị khó đó ba. Lần sau, con muốn được làm một người tạo ra những điều bí ẩn giống như ba vậy đó. Kẹt xe. Hôm nay heo ông và heo bà đang làm bữa trưa cho Peppa cùng với cả nhà. Bà ơi, tôi vừa đào thêm được mấy củ khoai tây nữa nè. Ồ, heo ông, nhưng nhà mình đã có nhiều khoai tây lắm rồi mà. Nhà mình đông mà, khoai tây không bao giờ là quá nhiều đâu bà. Thôi được rồi, ông mau rửa khoai tây rồi cho hết vô lò đi, bọn trẻ sắp tới rồi. Chúng ta còn nhiều thời gian lắm bà ơi, bây giờ mới có 11 giờ thôi mà. Lúc này cả nhà Peppa thì đang trên đường tới. Em đã nói mình nên khởi hành sớm hơn, đi như vậy sẽ lại trễ cho coi. Không sao, em đừng lo heo mẹ, giờ vẫn còn sớm mà, mình sẽ không trễ đâu. Lần nào ba cũng nói sớm hết, mà lúc nào mình đi tới cũng trễ hết á. Lần này thì không đâu. Nè, ba đã tìm được một đường mới để cho nhà mình có thể tránh bị kẹt xe. Ôi trời, đúng là nói trước bước không qua. Vậy là Peppa và gia đình của cậu ấy vẫn không tránh khỏi cảnh bị kẹt xe trên đường. Ba ơi, nhìn kìa, đó là Danny và cùng ông của bạn ấy kìa. Bạn chó Danny và chó ông cũng đang bị kẹt xe như nhà Peppa. Chào cậu Peppa. Chào con Peppa. Nhà con đang định tới nhà ông bà để ăn trưa, mà bị kẹt xe chắc tới trễ quá. Đó, đã 1 giờ rồi kìa. Lần nào cũng vậy, tụi nó lúc nào cũng tới trễ hết. Coi khoai tây của ông chín chưa kìa. Ờ, chưa dội đâu, thôi mình cứ để nướng thêm chút nữa đi. Xin chào heo bà nghe đây. Dạ con đây mẹ. Con điện báo là tụi con đang bị kẹt xe. Không sao đâu, ở đây vẫn chưa chuẩn bị xong. Hình như heo ông đã nướng khoai tây quá tay rồi. Lát nữa gặp nha. Bọn trẻ tội nghiệp lại bị kẹt xe nữa rồi. Xem ra tôi vẫn còn thời gian để đào thêm vài củ khoai tây để làm món khác. Heo ông à, sao xe của mình nhích từng chút một vậy ba? Chạy như vậy thì biết chừng nào mới tới hả ba? Papa nói đúng đó, hay mình thử đi đường khác đi anh. Nhưng gần đây không có con đường lớn nào khác nữa. Em biết có một đường khác đó. Tạm biệt mọi người nha, nhà con sẽ đi đường tắt đây. Tạm biệt nhà Peppa nha. Chúc may mắn. Heo mẹ chỉ cho heo ba đi theo con đường tắt để tránh qua được chỗ kẹt xe. Nhưng không may là con đường tắt này quá gồ ghề. Con thích đi đường này quá. Em có chắc là đường này không vậy? Tin em đi. Dạ các bạn chết, tụi mình đang đi đường tắt để tránh kẹt xe nè. Nhìn kia, đường tắt ở ngay trước mặt. Quang hô, em làm tốt lắm heo mẹ. Chạy một vòng luôn mà vẫn lại về chỗ cũ. Xin chào. Chào mừng trở lại. Ôi trời,
Vậy là đường tắt của heo mẹ có vẻ không hữu dụng cho lắm. Tốt, bữa trưa vậy là xong. Ồ, chưa kể điều quan trọng nhất là món khoai tây bỏ lò cũng đã được nấu lại xong xuôi. Buổi trưa đã xong, nhưng Peppa và cả nhà cậu ấy vẫn còn chưa tới. Alo, heo ông nghe đây. Tụi con sắp tới nơi rồi đây ba. Nhưng mà mọi người vẫn đang di chuyển với tốc độ như ốc sên bò. Một con ốc sên đi rất, rất là chậm. Mấy đứa nhỏ sắp tới rồi, nhưng mà chúng vẫn còn bị kẹt xe trên đường. Tội nghiệp quá. Kiểu này thì thức ăn sẽ bị nguội hết cho coi. Hay là tôi có một ý này nè. Bây giờ tôi đi lấy xe đẩy của mình đã nha. Mọi người đoán thử xem, heo ông đang định làm gì vậy? Bây giờ bà cứ phụ tôi cho hết bữa trưa vào trong xe đẩy này đi. Tuân lệnh, thưa heo ông. Nếu mấy đứa nhỏ không tới được nhà mình để ăn trưa, vậy thì chúng ta có thể đem bữa trưa tới cho chúng rồi. Nhìn kia, ông và bà đang tới kìa. Và bữa trưa nữa, ông đang đẩy nó kìa. Chào các con yêu. Bữa trưa tới rồi đây nè. Ông ơi, như đây đủ cho Danny và chó ông ăn cùng với chúng ta không? Chúng ta có đủ cho tất cả mọi người luôn. Khoai tây tới rồi đó. Cũng may là ông nấu quá trời khoai tây nên mới đủ cho hết mọi người đó. Tôi đã nói với bà khoai tây không bao giờ là quá nhiều đâu mà, có đúng không? Peppa và George đang uống nước cam cùng ba và mẹ. Hai đứa con uống nước ồn ào quá. George, em coi coi mấy cái bong bóng nhỏ xíu nè. Chỉ có thể làm một bong bóng to hơn như vậy nữa. Peppa thổi hơi để tạo bong bóng trong ly nước. Bong bóng. Thế vậy George cũng muốn được thổi bong bóng. Ba, George, các con không nên chơi với đồ ăn, đồ uống như vậy. Con xin lỗi ba. Peppa, nếu con thích bong bóng, sao con không chơi với đồ thổi bong bóng này nè? Dạ phải, đồ thổi bong bóng của con nè. George, chúng ta ra vườn thổi bong bóng đi em. Rồi Peppa chỉ cho George cách thổi bong bóng. Trước tiên, nhúng que thổi vào nước tạo bong bóng. Sau đó hít một hơi thật sâu và thổi. Bong bóng. Chớp, bây giờ tới lượt em thổi đó. Nhúng que thổi vào trong nước tạo bong bóng. Lấy nó ra. Hít vào thật sâu và thổi. Chớp đang rất cố gắng thổi, nhưng có vẻ cậu ấy sắp hết hơi rồi. Chớp, em thổi còn chưa đủ mạnh. Mẹ biết một cách để chớp tạo ra bong bóng. Nhúng que thổi vào trong nước lại đi con, rồi lấy nó ra và dậy nó qua lại. Bong bóng. Con còn có thể cầm nó chạy nữa đó. Chó rất vui khi tạo ra bong bóng, còn Peppa rất vui khi làm vợ chúng. Mình rất thích bong bóng. Nhưng mà lọ nước tạo bong bóng đã bị dùng hết rồi. Ba ơi, mẹ ơi, tụi con hết nước để làm bong bóng rồi. Con đừng lo Peppa, ba có một ý này. Heo mẹ ơi, em đi lấy giùm anh một xô nước nha. Được rồi heo ba. Peppa, hãy lấy xà phòng giùm ba. Dạ được thưa ba. George, con đi lấy một cây vợt cũ cho ba. Xô nước, xà phòng và cây vợt cũ. Nhưng heo ba định làm gì vậy? Đầu tiên chúng ta cần chút nước và xà phòng. Bây giờ con đưa cây vợt cho ba. Cảm ơn con. Mọi người hãy xem đây.
Vậy là heo ba đã tự làm nước bong bóng rồi. Đi nào cả nhà. Anh cẩn thận đó heo ba, đừng để bị ngã nha. Anh biết rồi. Anh có sao không vậy hả heo ba? Anh không sao. Heo ba tạo ra cái bong bóng to nhất từ trước tới giờ. Ôi trời, coi nè, ba làm đổ hết nước bong bóng rồi. Vậy chúng ta không thể làm bong bóng được nữa rồi. Nhưng chúng ta có thể nhảy vào vũng bùn để chơi mà. Nhìn kìa, nước bong bóng của heo ba đổ ra đã tạo ra một vũng bùn lớn. Peppa rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn. Nhìn kìa, nước bong bóng cũng làm cho vũng bùn tạo ra bong bóng luôn đó ba. Peppa rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn nổi bong bóng. Mọi người rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn nổi bong bóng. Bạn của chó. Peppa và các bạn đang chơi ở sân. Peppa, Suzy, Danny đang ở bàn quay. Các con sẵn sàng chưa? Rồi. Vậy thì xoay nào. Nhanh nữa, George còn quá nhỏ để chơi trò bàn quay đó. Cậu ấy đang chơi xích đu. Đây là bạn thỏ Rebecca với em trai cậu ấy là bạn thỏ Richard. Xin chào mọi người. Chào cậu. Mình lên bàn quay chơi với các cậu được không? Còn lên đi Rebecca. Chúng ta hãy quay thật nhanh nha các cậu. Nhưng bạn thỏ Richard cũng muốn được lên bàn quay. Nếu cho Richard lên thì tụi mình không thể quay nhanh được. Richard có thể chơi với George mà. Richard à, con có muốn chơi với George hay không? Không. George cũng có một chú khủng long giống như con vậy nè. Tới đây xem thử đi. Bạn thỏ Richard cũng bằng tuổi với lại George. Richard, con có muốn xem chú khủng long của George không? Khủng long. George, Richard chơi với khủng long của con được không? Dạ không. Richard, George chơi khủng long của con có được không? Dạ không. George và Richard không muốn chia sẻ chú khủng long của mình. George à, sẽ vui hơn nếu như con biết chia sẻ đó. Hoàng hồ George, công nhận con thật là tốt bụng. Khủng long đi. George không thích chia sẻ. Richard, bây giờ con để George được cầm khủng long nha. Vậy là Richard cũng không thích chia sẻ. Sao hai đứa lại khóc vậy hả? George và Richard lúc nào cũng khóc khi chơi với nhau đó ba. Vì các em ấy còn quá nhỏ cho nên mới như vậy á. Hay con dạy các em ấy cách để chơi với nhau có được không? Dạ được. Vậy để tụi con sẽ chỉ các em xây lâu đài cát. Ý hay đó, chúng ta tới bãi cát đi nào. George và Richard thích chơi trò xây lâu đài cát. George, Richard, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm lâu đài cát được không nào? Trước tiên, chúng ta phải đổ đầy cát vào xô. Rồi chúng ta lật ngược cái xô lại và gõ nhẹ lên chúng. Bây giờ, chúng ta nhấc cái xô lên. Giỏi lắm, Richard. Richard đã làm được một lâu đài cát. Lâu đài cát. Và George đã làm được một lâu đài cát. Thấy chưa? Chơi với nhau sẽ rất là vui. Ôi trời, như vậy trò chơi này không ổn cho lắm. Đây là lỗi của em trai cậu đó. Em ấy làm hư lâu đài cát của chót rồi. Nhưng mà lúc nãy em trai của cậu làm hư lâu đài cát của em mình trước mà. Thôi nào, hai người chị các con đáng ra phải dạy Richard và chót cách chơi với nhau mới đúng chứ. Đúng rồi, tụi mình lớn rồi mà. Có lẽ chót và Richard còn quá nhỏ để biết cách chơi chung với nhau. Mẹ có một ý này. Chót,
Trò chơi con thích nhất trong sân chơi này là gì vậy? Bập bên. George rất thích chơi bập bên. Nhưng mà muốn chơi bập bên một mình thì hơi khó. Richa cũng muốn lên chơi bập bên. Bập bên, bập bên, bập bên. Coi kìa, em chó và Richa lên chơi cùng nhau rồi kìa. Bập bên, bập bên, bập bên. Vậy là chó thích Richa và Richa cũng thích chó. Chó và Richa thích được chơi chung với nhau. Hôm nay Peppa và George được ba mẹ của mình chở tới nhà heo bà và heo ông chơi. Dạ con chào ông. Con chào ông. Ông chào Peppa, ông cũng chào George nha. Ông ơi, ông đang làm gì vậy? Ông đang định trồng một vườn hoa trong vườn nè. Những hạt giống này sẽ mọc thành những bông hoa thật xinh đẹp. Ông sẽ rải những hạt giống này lên mặt đất. Rồi sau đó ông sẽ lấp đất lên những hạt giống. Ủa, chúng đâu hết rồi? Đột nhiên những hạt giống đã hoàn toàn biến mất. Sao lạ thật đó. Ông nhớ là đã rải hạt giống ra đây mà. Dạ đúng rồi ông, tụi con cũng thấy ông làm. Nhưng mà giờ chúng đã biến mất. Thôi kệ đi con, để ông lấy hạt giống khác rải lại là được. Như lúc nãy ông đã hướng dẫn, ông chỉ cần lấy hạt giống rồi rải chúng lên mặt đất. Một chú chim nhỏ đột nhiên bay lại rồi ăn hạt giống của heo ông. Đi đi, đừng có ăn hạt giống của ta nữa. Thì ra hạt giống của ông bị mất là do chú chim nhỏ đó. Hạt giống của ông bị chú chim nhỏ ăn hết rồi. Có hai chú chim nhỏ khác nữa bay lại ăn hạt giống của heo ông. Nhìn kìa ông ơi. Ồ, bay đi hết đi. Ủa, có gì ồn ào ngoài đây vậy? Heo ba nhìn nè, bầy chim cứ bay lại ăn mất hạt giống của tôi rồi. Nên tụi con giúp ông đuổi bầy chim đi. Đuổi chúng đi cũng vô ích thôi con à. Chúng sẽ quay trở lại. Mọi người nhìn kìa, chúng ta phải có người rơm mới được. Người rơm là gì vậy ba? Người rơm là một hình nộm hình người, thường được sử dụng để dọa bầy chim. Đúng là một ý hay đó heo bà. Tôi sẽ đi làm một cái ngay. Đi thôi các con. Tạm biệt các chú chim nhỏ. Mình và mọi người sẽ đi làm người rơm đây. Đây là nhà kho trong vườn của heo ông. Trong nhà kho sẽ có rất nhiều thứ có thể dùng làm người rơm. Đầu tiên, chúng ta cần phải có hai que cây và một vài sợi dây để cột. Tụi con sẽ lấy nó cho ông. Peppa đang cầm hai que cây trên tay, còn George thì đang cầm cuộn dây cột. Giỏi lắm hai đứa. Giờ thì ông sẽ dùng dây cột hai que cây lại để làm phần thân. Heo bà đang cầm theo một ít rơm và một cái túi đã cũ đi ra chỗ heo. Đủ rồi đó. Giờ thì ông sẽ nhét hết rơm vào cái túi này để làm phần đầu. Bây giờ người rơm cần phải có cái gì đó để mặc lên người. Tôi có một túi đồ cũ ở đây nè. George đã tìm thấy một cái váy ở trong túi. George mất quá. Ông người rơm chắc chắn là sẽ không mặc chiếc váy đó đâu. Còn Peppa thì tìm thấy một cái áo khoác. Có vẻ hợp đó Peppa. George đã tìm thấy một cái nón. Con làm tốt lắm George. Ông người rơm cần thêm một khuôn mặt nữa. Đúng rồi Peppa. Con và George có muốn giúp ông vẽ khuôn mặt hay không? Dạ được thưa ông. George sẽ giúp ông vẽ đôi mắt và cái mũi. Còn Peppa thì vẽ cái miệng cho người rơm. Ồ, vẽ đẹp lắm các con. Vậy là ông người rơm đã được làm hoàn chỉnh. Xong hết rồi. Những chú chim nhỏ vẫn đang tiếp tục tìm hạt giống trồng hoa của heo ông để ăn. Ông ơi, mấy chú chim nhỏ quay lại rồi kìa. Đừng có lo nữa Peppa. Ông người rơm sẽ dọa chúng bay đi hết cho coi. Vậy là thành công rồi. Ông người rơm đã khiến cho bầy chim sợ hãi bay đi. Thành công rồi. Tốt.
Kể từ giờ hạt giống trồng hoa của ông sẽ không bị chim ăn nữa. Nhưng mà ông ơi, có vẻ bầy chim đang buồn, rất buồn. Ừ đúng rồi con, chắc là bầy chim thấy đói bụng đó. Vậy nên tôi đã đi lấy cái này nè. Ủa cái đó là cái gì vậy bà? Nó chuyên dùng để cho chim ăn. Heo ông à, ông cho tôi một chút hạt giống của ông được không? Lại đây đi, những chú chim nhỏ, tới giờ ăn rồi nè. Giờ thì bầy chim cũng đã có hạt của riêng mình để ăn. Hay quá bà ơi, những chú chim nhỏ lại vui trở lại. Peppa rất vui mừng vì hạt giống của ông sẽ không bị chim ăn nữa. Nhưng điều khiến cậu ấy thấy vui hơn là những chú chim nhỏ sẽ không còn phải bị đói nữa. Ngày mùa thu lộng gió. Hôm nay Peppa sẽ được đi tới công viên. Ngoài trời hôm nay lạnh quá. Đúng là lạnh thật. Đi nào, chúng ta mặc áo ấm đi. Trong những ngày lạnh, Peppa và mọi người sẽ đội nón, đeo khăn choàng và mặc áo khoác. Ba sẽ bật mui xe lên và bật máy sưởi ấm lên. Mọi người đã thấy ấm hay chưa? Ấm rồi, heo ba. Vậy thì đi thôi. Đây là công viên. Tới rồi. Mẹ ơi, sao lá cây đều thành màu đỏ màu vàng vậy mẹ? Vì đang là mùa thu, Peppa. Khi tới mùa thu, thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn và lá cây sẽ đổi màu. Hôm nay gió thổi lạnh quá, chúng ta hãy chơi trò chơi để giữ ấm. Tới lượt chị. Chị đâu có muốn cho nó đi hướng đó đâu em. Cơn gió đang thổi trái bóng đi cùng. Trái bóng rơi vào hồ nước rồi. Ba sẽ dùng khúc cây này để giới tới nó. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Anh cẩn thận đó nha heo ba. Em đừng lo, anh gần giới tới rồi. Ba ơi, nước có lạnh không ba? Hơi lạnh một chút thôi. Vậy là gió đã thổi trái bóng ra khỏi hồ nước. Phải, thật là may mắn. Phải, chúng ta thật là may mắn. Gió càng ngày càng thổi mạnh hơn đó. Giữ chặt nón của mình đi các con. Ôi không, gió thổi bay nón của chó đi rồi. Con đừng lo chó, theo ba sẽ lấy nón lại cho con mà. Nhanh lên ba. Nhìn kìa, nó ở trên cái cây này rồi đó. Bà sẽ leo lên để lấy nó cho con. Cái cây này quá nhỏ, anh không thể leo lên được đâu heo ba à. Ôi trời, vậy chúng ta phải làm sao để lấy nó? Dễ thôi, em sẽ rung cái cây một chút. Có lẽ mình cần rung nó mạnh hơn nữa. Anh tưởng những chuyện này chỉ xảy ra với anh thôi chứ. Không buồn cười chút nào đâu. Cũng hơi mắc cười một chút đó mẹ. Có lẽ cũng hơi mắc cười một chút. Nhưng mà nón của Sót đâu? Trên đầu của mẹ đó. Nón của con đây này Sót. Lần này nhớ giữ chặt nha con. Gió thổi bay hết lá trên cành cây đi. Nhìn con nè, con đang dựa vào cơn gió. Cơn gió đủ mạnh để giữ Peppa không té. Cơn gió đủ mạnh để giữ chó không té. Ba ơi, ba thử đi. Ba nghĩ là ba hơi nặng đó. Ba ơi, thử đi. Trò này vui lắm á. Thôi được rồi. Cơn gió đủ mạnh để giữ heo ba không bị té. Đúng vậy, rất là vui. Cả em nữa heo mẹ, em cũng thử đi. Nhưng nếu gió ngừng lại, em sẽ bị ngã mất. Cơn gió sẽ không ngừng đâu em à. Nhưng cơn gió đã ngừng. Không mắc cười chút nào. Thật sự là có hơi mắc cười một chút. Bây giờ gió ngừng thổi rồi, chúng ta nên làm gì đây? Con thích trò gì nhất hả Peppa? Con thích nhảy lên nhảy xuống trong những vũng bùn. Nhưng ở đây không có những vũng bùn nào hết, chỉ toàn là lá khô mà thôi.
Vậy thì làm gì với lá khô này đây? Dạ con không biết. Nhảy lên nhảy xuống trên chúng. Heo ba thích được nhảy lên nhảy xuống trên lá khô. Peppa thích được nhảy lên nhảy xuống trên lá khô. Mọi người thích được nhảy lên nhảy xuống trên lá khô. Hôm nay là ngày thu tuyệt vời nhất từ trước tới giờ. Cái chế. Chú bò công nhân dọn rác giờ đang đi thu gom rác. Lúc này là sáng sớm nên chú bò cố gắng làm việc nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức mọi người. Nhưng có vẻ chú bò không giỏi làm việc nhẹ tay một chút nào. Trong nhà Peppa và George đang sắp ăn xong bữa sáng. Tiếng gì mà ồn ào vậy? Chắc là chú bò đang dọn rác đó con. Chào buổi sáng chú anh bò. Xin chào mấy cha con. Tôi phải đi đây. Còn phải đi thu gom nhiều rác lắm. Tạm biệt chú. Tạm biệt. Anh bò đã đổ sạch hết thùng rác cho chúng ta rồi. Tốt, bây giờ bắt tay vô dọn sạch bàn ăn đi. Tụi con giúp mẹ được không mẹ? Đương nhiên là được rồi. Vậy con sẽ bỏ cái chai không này vô thùng rác. Peppa, khoan đã. Dạ. Chúng ta không được bỏ chai không vô thùng rác. Thứ này mình có thể tái chế được. Nghĩa là sao vậy mẹ? Những thứ mà chúng ta không thể sử dụng lại được thì mình bỏ vô thùng rác để chú bò dọn đi. Còn những thứ mà chúng ta có thể tái sử dụng lại được thì mình phải phân loại rồi bỏ vào thùng tái chế. Thùng màu đỏ là thùng dùng để đựng giấy báo. Thùng xanh dương để đựng các loại lon hộp. Còn thùng xanh lá là để đựng chai không. Peppa, con đang cầm cái chai. Vậy nói mẹ nghe, con phải bỏ vô thùng nào? Là thùng màu xanh lá. Giỏi lắm. Vui quá. Bây giờ tới lượt của sót nè. Con hãy tìm giấy báo bỏ vô thùng màu đỏ được không? George muốn đem tờ báo của heo ba bỏ vào hộp tái chế. Bà mới đọc có chút xíu thôi, còn chưa đọc hết tờ báo mà George. Con đợi chút nữa mới lấy đi. Thôi được rồi, của con đầy George. Giấy báo thì cho vào thùng tái chế màu đỏ đó George. Vậy là nhà chúng ta đã thu thập đủ đồ. Bây giờ cả nhà mình có thể tới trung tâm tái chế. Anh Hơ, đi thôi. Heo mẹ cầm thêm những cái chai. Peppa thì cầm lon và hộp. Còn George thì xung phong cầm hộp đựng giấy báo. Mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Dạ. Vậy thì đi thôi. Recycle, recycle, we're going to recycle. Tin cans, bottles, newspapers. Recycle, recycle, we're going to recycle. Cuối cùng, nhà Peppa cũng tới trung tâm tái chế của cô thỏ. Tới rồi. Hoàng Hà. Xin chào mọi người. Vâng, chào cô thỏ. Mọi người đem đồ tới đây để tái chế có đúng không? Dạ đúng vậy. Vậy thì rất tốt. Mọi người cứ tự nhiên. Dạ, cô thỏ đang làm gì vậy? Cô ấy đang tái chế những chiếc xe cũ bị rỉ sét. Wow. Các con có biết chai không bỏ vô thùng nào hay không? Dạ là màu xanh lá. Con giỏi lắm. Còn lon với hộp thì bỏ vô thùng màu xanh dương. Giỏi lắm Peppa. George muốn đem tái chế những tờ báo cũ. Được rồi George, ba cho con tự tay bỏ báo vô thùng. Rồi, trong một ngày mình tái chế nhiêu đây là đủ rồi. Phải, mình về nhà thôi. Xe của mình đâu? Xe của nhà Peppa bỗng nhiên biến mất. Lùi lại đi. Thì ra là cô thỏ đang định tái chế xe của nhà Peppa. Con ơi, là xe của nhà con mà. Cái gì? Có thật như vậy không? Dạ. Phải. Xe của nhà con mới tinh mà, chẳng có rỉ sét gì. Cô ngốc quá. Cũng tại cô thích tái chế mọi thứ quá thôi. Dạ phải, tụi con cũng vậy. Nhưng cả nhà con cũng thích xe của mình nữa. Phải. Và xe của chúng tôi cũng thích cả nhà tôi lắm, đúng không?
Những chú vịt đang bơi tung tăng trong hồ nước, hình như chúng rất vui vẻ. Đây là Peppa, George cùng với heo mẹ và heo ba. Chào các bạn vịt. Những chú vịt cũng muốn ăn bánh mì. Xin lỗi các bạn, hôm nay mình không có mang bánh mì đâu. Nhưng mà tụi mình có đem theo những thứ vui hơn Peppa nhiều. Peppa đem theo con thuyền đồ chơi của mình. Cả George cũng đem theo con thuyền đồ chơi của riêng cậu. Còn phải lên dây cót cho thuyền nữa chứ sao? Thuyền của George là con thuyền chạy bằng dây thiều. Nhanh lên George, con mau thả thuyền vào hồ nước đi, không là hết dây thiều đó. George nhìn rất thích thú khi thấy con thuyền chạy. Mẹ ơi, mẹ lên dây giúp con được không? Thuyền của con không cần lên dây cót đâu Peppa. Thuyền của Peppa là loại thuyền buồm, chỉ cần có gió là nó sẽ di chuyển. Con không thích thuyền của con chút nào, nó không chạy được mẹ ơi. Đó là bởi vì hôm nay không có gió thôi con à. Để ba giúp thuyền của con chạy nha. Bây giờ ba sẽ hít sâu và thở ra để thổi thuyền con đi. Hạnh à, thuyền của con chạy một cái diều. Giờ thì Peppa thích thuyền của mình rồi. Mẹ, đây là bạn của Peppa, cừu Suzy. Chào cậu Suzy. Tụi mình đang chơi thuyền đây nè. Mẹ, mình cũng có thuyền đồ chơi đây nè. Thuyền của cậu chạy bằng dây cót hả? Không, thuyền của mình chạy bằng pin. Chiếc thuyền đồ chơi của Suzy chính là loại thuyền chạy bằng pin. Đúng là một chiếc cano tuyệt vời. Mình xin lỗi nha bạn vợt. Đây là bạn chó Danny. Bạn đi cùng với chó ông. Xin chào mọi người. Xin chào ông chó Danny. Ông cháu. Ông mình đã làm cho mình chiếc thuyền phản lực thần tốc này đây nè. Ấn tượng thật. Nhìn con thuyền ngầu quá. Nó chạy thế nào? Con thuyền này chạy bằng hơi nước đó. Đây nè, tôi chỉ cần bật cái cần gạt này lên. Thật là một chiếc thuyền mái chèo quá tuyệt vời. Đây là bạn thỏ Rebecca và mẹ cậu ấy. Xin chào mọi người. Chào cậu Rebecca. Tụi mình đang chơi thuyền đây nè. Ít gì mình cũng có một chiếc thuyền. Bạn thỏ Rebecca không có chiếc thuyền nào. Chú có một ý này. Cũng may là chú có mang theo một tờ báo cũ ở đây. Mình chỉ cần lấy ra một trang trong này. Nên bỏ trang nào đây ta? Tin tức, thể thao hay là thời trang? Anh đừng có bỏ trang thời trang đấy nha. Thôi được, vậy thì đành bỏ trang kinh doanh. Để chú nói các con nghe, lúc còn nhỏ chú thường hay gấp mấy tờ báo lại như vậy nè, giống vậy. Không biết heo ba đang định làm gì. Gấp giấy lại làm thành một chiếc thuyền giấy. Vậy là heo ba đã gấp xong một chiếc thuyền giấy. Con cảm ơn chú nhiều lắm. George cũng muốn có một chiếc thuyền giấy giống như vậy. Oh, có lẽ ta bỏ luôn cả đăng thể thao cũng không sao. Chú cho con một cái nữa được không? Con ngực vậy? Oh, tất nhiên rồi. Thế là heo ba đã làm thuyền giấy cho tất cả các bạn nhỏ. Chúng ta cùng đua thuyền nào. Ý này hay lắm đó. Chúng ta có thể hít thở để thổi thuyền cho nó chạy. Để xem thuyền ai chạy nhanh hơn. Các con cùng hít một hơi thật sâu nào. Chuẩn bị, sẵn sàng, thổi. Có người chiến thắng rồi. Thuyền trang thể thao là của ai đây? Dạ là thuyền của em George đó ba. Vậy George là người chiến thắng. Mình rất thích chơi thuyền. Và loại thuyền mình thích nhất là thuyền giấy. Mình cũng vậy. Tới giờ về nhà rồi. Mọi người đều chơi rất vui vẻ. Các bạn vịt nha, gặp lại sau nha. Các chú vịt cũng rất thích những chiếc thuyền. Nhưng các bạn ấy thích hồ nước yên tĩnh của riêng các bạn ấy hơn nhiều.